Merry Christmas. Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người. Chúc tất cả chúng ta có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân ạ. Hôm nay thì vợ chồng em Ý được người bạn, vợ chồng anh Amit và chị Su Chi đã mời đến thêm những cái món, những cái nhóm bạn bè thân thiết đến đón Giáng sinh ở gia đình của anh chị ạ. Và dress code hôm nay là màu đỏ và màu trắng. Đây là chị Su Chi, chủ nhà đây ạ. Hai vợ chồng anh Amit và chị Su Chi thì đều là bác sĩ mọi người ạ. Và không gian hôm nay thì đây là trên sân thượng của căn hộ của hai anh chị. Căn hộ này có tầng, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bangalore. Và các anh trai thì đứng riêng một góc bên này nói chuyện. Có cái quầy bar nho nhỏ này, mọi người có thể tự ra order đồ uống, rượu, cocktail, nước ngọt hoặc là nước ép trái cây. Và hôm nay thì em uống nước cam thôi ạ. Em thấy nha, khi mà khách mời mọi người đến nhà đó, rất ít khi ngồi ở phòng khách mọi người ạ. Sẽ ngồi ở ban công hay là trên sân thượng như thế này, không gian ngoài trời rất là thoải mái, thư giãn. Người Ấn thì người ta không muốn tù túng ngồi, chỉ ngồi trong phòng khách để nói chuyện với nhau. Và người khi mà tiệc tùng hay là ăn nhậu thì của người ta sẽ như thế này đó mọi người. Bây giờ thì em sẽ quay một chút xíu không gian ở bên trong nhà. Đây là ở trên sân thượng nha mọi người. Đó, còn đây là những cái đồ ăn tối, về khuya thì mới ăn tối ạ. Còn bên kia là một cái không gian ngoài trời nữa. Hôm nay các anh đầu bếp nấu ở bên đó. Hôm nay thì anh Amit và chị Su Chi đã thuê. Đây là anh Amit đây ạ. Và anh nói là làm ơn đi xuống dưới quay luôn nha. Bây giờ thì tất cả bạn bè đã biết em Ý làm YouTube và luôn ủng hộ em Ý quay mọi lúc mọi nơi. Và đây là không gian bên dưới nhà đây ạ. Đây là căn hộ có tầng ạ. Khi mà mới bước vào cửa thì em nghĩ là ôi là một căn hộ rất là nhỏ, nhưng mà đi vào trong thì rất là rộng rãi, thoải mái nha mọi người. Mọi người thấy nội thất bên trong thì thấy, có thể thấy chủ nhà là một người rất là trân trọng. Em đây là khu vực thờ cúng ạ. Nội thất thì rất là đơn giản, mộc mạc. Và nhìn có thể thấy những cái đồ rất là xưa cũ cũng được chủ nhà lưu giữ lại ạ. Theo cảm nhận của em thì chủ nhà là một người rất là trân trọng những cái kỷ niệm. Còn đây là khu vực bồn rửa tay, được làm ngay bên cạnh bàn ăn, phòng ăn. Còn đây là phòng ăn ạ. Bên kia cũng có một cái ban công nho nhỏ. Mọi người thấy đồ rất là xưa luôn, vẫn được lưu giữ lại. Hai vợ chồng thì đều làm bác sĩ, rất là bận rộn vất vả mọi người ạ. Thì đó là công việc chính. Còn một công việc tay trái của hai vợ chồng đó nữa, đó là chuyên đi đầu tư. Còn đây là bếp ạ. Chuyên đi đầu tư hùn vốn với những bạn bè kinh doanh về nhà hàng, quán bar. Mọi người thấy là hai công việc rất là trái ngược nhau đúng không ạ? Mọi người sẽ nghĩ là làm bác sĩ sẽ rất là nghiêm túc. Còn đây là thêm một cái ban công nữa ạ. Nhìn rất là dễ thương, những cái đồ rất là... Đây là nơi lưu giữ những cái kỷ niệm, hình ảnh. Mọi người có thể nghĩ là bác sĩ thì rất là nghiêm túc, rồi... Nhiều khi cuộc sống rất là đơn điệu nhàm chán đúng không ạ? Nhưng mà thấy hai vợ chồng nghề tay phải chính đó là bác sĩ, nhưng nghề tay trái lại chuyên đi đầu tư những nhà hàng, khách sạn, quán bar. Cho nên rất là giàu có luôn đấy ạ. Đây thêm một góc nữa này mọi người.
Nhìn rất là xưa ha, xưa ơi là xưa. Còn đây là ngay cái cửa đi vào mọi người. Lúc đầu em thấy ôi, cái cửa đi vào nhìn tưởng nhỏ, nhưng mà vào bên trong nhà thì rất là ngăn nắp, rộng rãi và hơi hướng xưa cổ. Đây là cây thông Noel và để những cái món quà. Đây thêm một cái phòng ngủ nữa ạ. Còn đây là có thể là phòng đọc sách. Đó. Mọi người có thể nhớ có một cái video mà hai vợ chồng em đi ăn khai trương nhà hàng kiểu Pháp đúng không ạ? Cũng là của hai vợ chồng nhà anh Amit và Suchi này đó ạ. Đó. Căn hộ thì em thấy khoảng 4 phòng ngủ. Đây, đây chị giúp việc ạ. Mọi người thấy khách đến nhà không ai ở dưới hết, mọi người tập trung ở trên sân thượng hết. Và bây giờ em sẽ đi lên trên với mọi người ạ. Đó. Không gian thời tiết vào cái mùa này ở trên này thì rất là se lạnh nha mọi người. Đây thì thêm một cái không gian giống như là để cho khách mà lưu trú lại, ở lại thì có thể ở. Còn đây là phòng khách từ bên trên nhìn xuống dưới ạ. Và anh chị đã tiếp đón rất là chu đáo, mời một đội ngũ đầu bếp cũng như là nhân viên của một nhà hàng món Á đến đây hôm nay để làm đồ ăn và cho mọi người đó ạ. Kể cả quầy bar kia cũng là bartender của nhà hàng đó ạ. Và bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị chúc mừng Giáng sinh bằng những shot rượu. Thứ nhất là em không biết uống rượu luôn. Thứ hai là em cũng đang trong cái quá trình để chuẩn bị. Bác sĩ dặn là nghỉ ngơi cái tháng này, thư giãn, tận hưởng Giáng sinh và năm mới. Xong thì sang tháng 2 sẽ quay lại để chuyển phôi ạ. Cũng rất là vui mừng vì vợ chồng em đã có được 8 phôi. Nhưng mà sắp tới thì em cũng muốn là làm sàng lọc phôi đó mọi người. Làm sàng lọc phôi để trừ đi những cái căn bệnh về gen di truyền này, cũng như là những cái căn bệnh bẩm sinh. Đây là món tôm, những cái món khai vị được nhân viên sẽ phục vụ liên tục như thế này đây ạ. Bây giờ thì khi mà mới lúc đầu mới tới thì tất cả mọi người sẽ ghi những cái điều ước rất là vui vẻ vào tờ giấy và sẽ không ký tên, sẽ không biết là lời ước nào của ai đâu ạ. Sẽ để vào một cái thố, một cái thùng bằng đồng. Và bây giờ thì chị Suchi chủ nhà sẽ đọc những cái lời ước của mọi người lên. Đôi khi đây là một cái nhóm bạn rất là riêng tư, cho nên những cái lời ước nó rất là mang tính chất vui vẻ mọi người ạ. Cho nên em sẽ không dịch những cái điều đó lên. Anh Patu nói đây là một cái nhóm riêng tư và họ đã rất tin tưởng mình thì họ mới ghi những cái điều ước đó ra. Nếu như mình nghĩ theo một hướng vui vẻ thì nó sẽ vui vẻ. Còn nếu như nhiều người không hiểu thì lại nghĩ cho nó là bậy bạ, cho nên em sẽ không dịch lên. Đây là hai vợ chồng đấy ạ, anh Amit và chị Suchi. Và chỉ có một con trai thôi ạ. Em thấy hầu hết các bạn bè thì ở đây thì chỉ có 1 đến 2 con thôi ạ. Đây, cái thùng đồng này là lúc đầu mọi người sẽ ghi những điều ước bỏ vào đó rồi ạ. Rất là vui, nói chung là bạn bè thân thiết với nhau. Có người thì đó, những cái điều ước này. Nhưng mà lúc đầu á, em không biết, em tưởng là mình sẽ ghi những cái lời chúc với nhau. Hóa ra là lời chúc cho mình luôn. Có người thì ước được có nhiều tiền, có người thì ước được tặng quà nọ quà kia. Nhưng mà riêng anh Patu chồng em thì ước là năm tới sẽ có một đôi, sanh đôi là con gái ạ. Bây giờ thì cũng 12 giờ đêm rồi. Nhân viên đang chuẩn bị sắp xếp để lên bữa tối mọi người ạ. Bữa tối thì luôn được hâm nóng. Và mọi người sẽ tự giống như là buffet, mọi người sẽ tự vào đi lấy đồ ăn thôi. Ăn uống xong thì lại tiếp tục chơi một trò chơi nữa.
em trai này đang giống như là miêu tả hành động để cho mọi người đoán xem em ấy đang nói về điều gì. Ví dụ như là tên của một bài hát hay là tên của một con vật gì đó. Đó. Chỉ là trò chơi thôi mà sao mà nhìn mặt anh Patu rất là nghiêm túc. Và thật sự thì mọi người đã có một buổi tối rất là vui vẻ, đầm ấm, ấm áp, nhẹ nhàng với nhau. Và đây cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ về mùa Giáng sinh ở Ấn Độ. Tôi được mời đến xong về lại còn có quà cho nữa nè mọi người. Đó. Đó, mời đến nhà ăn Giáng sinh xong ra về mỗi người lại có một hộp quà. Mọi người thấy ai có một hộp quà? À. Thôi, bây giờ tụi vợ chồng tụi em cũng đi về nha. Xin chào mọi người những video tiếp theo ạ. Và đây là quà đây ạ. Và tất cả mọi người cũng đã chụp hình lưu niệm những khoảnh khắc rất là vui vẻ. Một mùa Giáng sinh rất là đáng nhớ ở Ấn Độ của em Ý, cô dâu Ấn Độ ạ. Like for the your knees and for the feet, bones, it occurs over there. Rheumatoid arthritis will occur in the smaller joints, like your finger joints or else any other small joints it occurs. And gouty is there, that is due to the luric acids. So these three supplements will support for all your joint pains. Yes. Basically. Yes. Thì đại diện của hãng ông Ravit Kumar đã nói là đây là bộ ba sản phẩm. Yeah, yeah. Yes. Hôm nay thì em biết thêm một cái ý nghĩa nữa. Tại lúc đầu thì em chỉ giới thiệu cả cái bộ đôi, đó là viên uống xương khớp trong uống ngoài thoa và cái dầu giảm đau của hãng Organic India này chiết xuất từ 88 loại thảo dược khác nhau. Nhưng mà hôm nay đại diện của hãng thêm một gợi ý nữa, đây là bộ ba sản phẩm. Nếu ai bị bất cứ có cái vấn đề gì về xương khớp hoặc là cơ và dây chằng, hoặc có thể bị đau mỏi vai cái, thậm chí là ở đầu gối, bàn chân hay là thậm chí là ngón tay, thì mình sử dụng kết hợp 3 sản phẩm này luôn nha mọi người. Thứ nhất đó là viên uống canxi của hãng Organic India để bổ sung cho xương khớp của mình không bị loãng xương này, không có các bổ sung về canxi hữu cơ cho xương khớp của mình. Thứ hai đó là viên uống hỗ trợ về các vấn đề về xương khớp như là đau mỏi vai gáy, rồi thoái hóa cột sống. Thứ ba đó là dầu giảm đau chiết xuất từ 88 loại thảo dược khác nhau của hãng Organic India, thì điều chế đặc biệt dành cho cơ, xương khớp và dây chằng nha mọi người. Thì đây là bộ ba hoàn hảo để chăm sóc cơ, xương khớp và dây chằng ạ. Thì cái dầu giảm đau của hãng Organic India này là 450 ngàn một